à, giống nhà chị hôm qua. Chị này là chị em chị hôm qua, chị em ruột. Ừ. Cái anh vừa ra nó cũng là anh em ruột trong cái chị này. Ở đây thì lắp ở chỗ dây chờ ấy chị, thì nó sẽ quét hết ra khu này và khu này. Đấy, một mắt ở góc đấy là đẹp, một mắt ở trong nhà. Lắp một cái quay, lắp ở đây, quay vào đây mới quay ra cổng, nhưng mà thôi chả cần người đường đâu kệ. Quay thì là nó không phải là nó nhìn được hai phía, mà lúc mình quay vào đây, lúc mình quay ra đây thì lúc ấy là mình cần mình điều chỉnh cái mình biết thì được thôi. Nhưng mà lắp ở chỗ ngoài cổng, nói chung là chỗ đấy chị quay thì là cũng lắp được, lắp ở chỗ cái trụ không là chỗ cái lán, lắp vào cái lán này đúng không? Nó phải lắp vào cái xương này, nhưng mà lắp vào cái xương này. Góc quay của nó, cái góc đỉnh của nó là góc mù chị ạ. Nó chỉ quay xung quanh nên nó hơi nhìn hơi chéo chéo xuống một tí đấy, chứ nó mà để ví dụ lắp ở đây mà để nhìn xuống thẳng kịch này thì nó không nhìn được, nó chỉ nhìn ra đường thôi. Góc đẹp nhất là chị lắp góc kia, một mắt góc kia thôi, một mắt góc kia là xong. Ở đây này chị có lắp phòng khách không? Quay thì kia lắp ở chỗ cho mình, con vâng. Quay thì lắp đúng ở chỗ đầu cầu thang ấy, rất cầu thang. Này. Thôi, cái xăng này. Đúng tiện. Thấy con chó kia biết tất cả mình. Ui giời, chết mẹ rồi. Vợ anh, công tắc bật sẵn rồi à? Thế vừa đấu mình cũng đấu cẩn thận. Thôi cứ bật lên xong rồi làm gì nữa. Chắc là mát không, nói chung đấy. Khả năng là bóc con này ra. Bây giờ có thể đây hoặc đây sẽ là đường ấy, điện. Mình chạy gen ở đây được thì em bóc ra em thử cho anh. Anh xem có chạy được gen không? Đấy, có con đường gen chạy được. Vâng. Trên kia nó ấy, mình mà biết được cái đường ấy của nó ấy. Đường ống nó thẳng, mình đục cái tường ra là mình nhồi dây, nhưng mình phải biết được cái ống này nó chạy nó thẳng đến không, mình dò hay mình đục thủng cái tường ra, nó thủng vào cái ống này một tí này, mình nhát từ dây từ đấy thì không phải nghe nổi, nhưng mà không biết là nó chạy nó thẳng nó như thế nào. Đấy, thì là muốn để chuẩn hơn thì mình vẫn phải đi ghen, như thế mò thì nó lâu lắm, sợ nó còn không trúng ấy, không trúng nó còn nát, vâng, nát hết cả tường nhanh là đấy. Ừ, cứ ốp này bắn ở đây. Cái gen một nó ốp vào góc này chạy ra đây. Vâng, bởi vì nếu mà em mà ốp ở đây đi ra kia là nó phải ngoằn. Gen nó lại phải ngoằn. Chị ốp thẳng xuống. Ừ. Vâng. Chỗ đấy đang chưa có điện thôi, để đóng cái đấy vào. Trong làng Tứ Mỹ nhà mình có chỗ là bán gen không anh? Hay là phải điện? Vâng, vâng. Ra nhà Bút Hiên vậy. Bút Hiên mà ở trong cổng làng Ngọc Lập. Không ạ. Ống nhựa mà cứng cơ, ốp nó bẹt đấy ạ. Con đeo thế. Bóc một mắt nó ra. Lắp nhầm con 4MP rồi. Nhìn mắt nó to này gì nữa. Đâu rồi nhỉ? Ủa, lại bắn ra tận kia nhỉ? MP thì nguồn nó mới to thế. 2MP chứ. Rút kéo lại cho nó căng lên. Kéo vào. Cũng được rồi. Chỗ anh chị thì các thêm 200 được. Bây giờ muốn bóc con kia à? Đấy luôn, đưa cái mặt dưới luôn để ốp luôn. Không lên chỗ này nữa, hiểu không? Không bắt ở đây nữa, cho nó nhanh. Rồi. gian. Đóng hết. Bắn con cuối đi. Lạch rồi, nhìn này. Có anh ạ, nhưng mà em luồn để đục nó ra để cho nó chui vào đây luôn ý. Tí có một cái gan ở đây, xong nó đây sờ đây, nó có ít vữa khoảng 3 phân. Qua cái vữa là sờ để ống sun, mình khoan kỹ thôi, cẩn thận để nó vào luồn dây xuống đây luôn, nó đẹp hơn. Bây giờ chẳng lẽ để ở đây tủ nó mở đúng không? Đúng rồi ạ, tủ này mình sẽ đóng nguyên, không ảnh hưởng gì. Nó sắp qua rồi, chỉ còn một tí nữa thôi. Có cái ống sun không này. Em là khoan vào dây đúng không? Vâng đấy, như nhà anh chạy sun rồi sẽ an toàn hơn nhiều nhà ta chạy dây không. Chúng bọn em làm bọn em vẫn phải để ý dây. Bố bảo là em bảo là đi ra ngoài kia đi xem là bố phải làm cái hợp đồng xem như nào. Hợp đồng trồng cây ấy. Đi ra đọc qua các điều luật đi xem là như thế nào, nó bắt nó bảo ký như nào thì ra đọc qua cho bố mẹ. Rồi đang chờ bạn kia kết nối là xong thì bọn em phải tranh thay nhau mà dọn. Ôi em không ấy đâu. Ngọc Anh nhập cho tài khoản sang đấy làm vậy cho nhanh. Ngồi làm VI của con rồi con lại không uống canxi rồi đấy. Mấy kia của chị chỉ cần đăng nhập tài khoản xong rồi rằng cái này nó lại tự lắm nó lắm. Máy ấy mà, máy ở nhà cho cháu mà. Anh xem máy chính thì ra. Ơi. Cái này gỡ nó đi. Đấy ở chồng đấy. Anh quay ngang máy ra thì nó cũng sẽ ngang hình ra anh nhé, là nó rộng. Thì cũng phải ít nhất thì làm vậy thì bọn em bảo hành cho anh 25, có vấn đề gì anh cứ gọi em hướng dẫn khách để ấy không. Rồi. Rồi. Ừ. Có thiếu thì lại qua xin. Vâng. Em dùng Vietcombank ạ.